Đây rồi, úi dồi anh em ơi. Đây rồi, úi dồi anh em ơi. Úi dồi, đóng rồi anh em ơi. Wow, úi dồi. Thì rồi anh em ơi, đóng rồi. Ui, đóng con gì vậy? Đây rồi anh em ơi, úi dồi. Úi dồi, đóng rồi, con này to. Vâng, hello, xin chào các em đã quay trở lại với Phương Thảo Fishing. Bây giờ sáng tới 5 rưỡi các bác ơi. Anh em ta phi từ nhà hôm nay sang đây trời nó mưa quá. Nào mình trong đây đồ đạc vứt đầy con này. Thì trời nó mưa quá, đi đây ngoài bèo đây tốt thật con này. Có thể lâu lâu sang ngoài bèo đây tốt kinh khủng luôn. Chắc phải ở hơn tháng này em không sang bên này. Đây, hơn tháng này không sang bên này bèo tốt thật. Ở đây là em rơi người ta trăng này. Rồi anh em ta ngoài góc ngoài đây đánh thôi nhá. Góc chỗ bò còn trồi ấy. À, không ở đấy đi. Nước này cả lụt hết con này. Coi nhìn nước cả lụt hết tiều bờ này này. Lụt dã man luôn, kinh thật đấy. Thôi em tưởng mỗi em đi sớm, mình kiểu mấy ông đi sớm hơn em các bạn. Đã ra ngồi tàu rồi, kinh thật đấy. Mới sáng sớm mà đã ngồi. Trước cái thuyền đến anh em ta làm này. Quán mồi gạch đánh mấy cái càng xê đó. Mồi này nọ em đang để thừa chuột nó cắn, bụng mất nỗ. Về để thừa lại không chú ý là vớt bên ngoài chuột nó cắn mất mấy nỗ. Cứ tưởng mình đi sớm rồi, các bác còn đi sớm hơn. Bây giờ nó 5:30 đã đang ngồi rồi, kinh thật đấy. Nhiều lúc là anh em mình đi có cái ổ ngon ngon mà mình không đi sớm thì ra mất chỗ tiếc lắm các bạn ạ. Anh em ta ném vào đây đi. Cái chân cắm ở nó đâu nhỉ? Đánh thêm một cần lục đi. Đủ rồi. Mà kiên nó bỏ. Kia đâu, tổ kiến nó bỏ hết chân coi. Kiến ba đồ lắm này nhỉ.
Ôi chết rồi, qua bỏ bóp cái này mà chưa. Rồi, thay gỏ lụ mới cho nó đẹp nhỉ, em có mấy cái lụ. À, trong đây còn dư mấy cái lụ các bạn. Trời này khả năng tí sẽ lại mưa to đấy. Hôm nay em dự định chắc nó phải mưa cả ngày. Ok. Mồi đâu? Sầu các bác nhá. Ổ à. Mạnh tay à. Vào đây. Ok. Đây các bác này. Em đi đi sớm thế mà mấy bác kia đã ngồi từ bao giờ, sợ thật. 5 giờ em đi mà đã ngồi rồi. Đây đây bên này có bác này. Hai bác ngồi liền, đi kinh thật. Mình đi sớm thế mà cũng còn sớm hơn. Đây. Vào việc xong là lúc 6:35 tất cả đồ đạc đã ra xong hết các bác ạ. Giờ chỉ còn chờ cá là thôi. 6:35 rồi. Tầm này là câu nó quá tuyệt vời rồi. Ngắm phao cho đẹp con này. Quá lét luôn. Trời mưa nó đang đẹp quá các bác ạ. Có tội này cá không ăn mấy. Chưa được con nào, tầm này tầm trưa rồi, mưa rồi. Đấy, có thể tầm trưa mưa cũng... bây giờ bắt đầu mưa to rồi mà cá không cắn. Này nước nó cả quá anh em ạ. Để cho anh em nó câu nó cũng nướng nấu cái gì đây. Nước này cả quá, các bác nhìn cả bập hết cả trên bờ thì cá nó ít ăn hẳn. Dù như là tầm này mà nước nó cạn cạn tí nó cá nó tụ lại đánh sướng. Còn là bây giờ người ta tháo cống ấy. Nước nó trôi trôi thì đánh mới lấy được cá anh em. Nhưng không khoai lắm. Em cắm cả hai ô ngoài kia. Che mưa. Cổ mong lên được vài con to to. Bèo. Bèo tốt thật, tần này bèo tốt quá. Đây rồi anh em ơi. Wow. Đây rồi anh em ơi. Wow. Con bé rồi. Ai à. Con gì vậy? Ai à.
Ủa, wow, còn gì đấy? À trời, tôi chép à? Cứ còn dọn bể ấy nha mọi người. Ui, ui, phê, phê, phê. Đóng đuôi ăn chua, chua đẹp đấy. Để cái vọt đấy nha mọi người. Cái vọt ạ. Dưới khỏe, ui nó dưới khỏe thật. Nước bỏng lên nhỉ. Qua đây nào. Ok, ok, nó vào. Trôi, trôi. Cái rũ các bạn, cái này lắm kiến quá. Hè, chua đầu tiên. Quá ok. Trôi, nằm kiến quá các bạn. Mưa, mưa kiến nó lên. Đóng thẳng bụng. Một đuôi nó khỏe thật. Em lại cứ tưởng có đoạn bẻ. Ồ, oh, chua đỏ đẹp đấy các bác ạ. Để mấy cái giọng cá đó. Nó anh em ở đầu một chú chua đỏ xinh xinh. Con này chắc được khoảng cân. Đây các bác, con này chắc được khoảng cân đấy. Qua đây. Trời đang thì mưa. Con đầu tiên. Đây đoạn bể nhiều lắm. Đầy rồi, úi lộ anh em ơi. Đầy rồi, úi lộ anh em ơi. Úi ơi, đóng rồi anh em ơi. Wow wow, úi ôi. Thì rồi anh em ơi, đóng rồi. Úi, đóng vào con gì vậy? Không ra được anh em ạ. Chết, đóng vào cọc rồi sao đấy. Úi chết rồi. Chết rồi, đóng rồi anh em ơi. Cầm dây nó nối ra nè, con gì vậy? Ui, khả năng vẫn còn anh em ạ. Cầm dây nối anh em ơi. Khả năng vẫn còn. Ấy, nó vẫn mắc. Con gì vậy? Phao đây anh em ơi.
Ui, sao nó mắc cái cây gì đấy các bạn, phế thế. Phế thế anh em ơi. Đừng có mất nhá. Ra đi, ra đi. Trời, nó quấn cái cây gì đây. Đây, 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 đây. Đẩy ống góc góc anh em ạ. Hụt đây ngoài, đây mất các bạn ạ. Ui, đóng ngoài gốc cây anh em ơi. Ui dồi, phí thế. Ui, đây nó xấu lắm các bạn ạ. Em phải lội anh. Đóng vào dây. Ui, đóng gốc cây cay thế nhỉ. Mất các bạn. Mất mất rồi, mất rồi. Được mặt quá. Ôi trời các bác ơi, một toàn cá to quá anh em ạ. Đèn thế nhỉ, nó kéo khiếp quá. Ui, về thật đấy. Ôi mà phải nói là em tiếc đứt ruột anh em ạ. Em bo vào kia mà cần 10 hát này nó hơi mềm. Kể hôm nay em đánh cây 20 hát này chắc là em xốc con này ra chết luôn. Gớt hết cả dây mic thì miếc các bác. Vừa em mới cởi nó lộn nó ra. Sợ nó cắm xuống hỏng quá. Rồi nắp lại cái mồi đánh tiếp bác nhá. Phải nói trực đứt ruột các bác ạ. Kinh khiếp thật, con này nó to lôi quá. Kinh khủng thở luôn. Cần bo như thế mà không ra nổi. Dã man khổ tỏ. Tiếp thật. Đầu tiên nó cắn như thế em thử, nó là cá bé các bạn, thành ra là cũng không dám bo căng. Thế sao nó vèo trong đây cái lúc lên là mình xoay sở không kịp nữa rồi, tiếc quá. Đẩy rồi, đẩy rồi, chạy đâu, xả ơi. À, con này trôi nhầm. trôi nhỏ. Trôi trắng. Úi xả, trôi trắng. Chẳng sao được. Vào đây. Úi xả, được đấy. Con này nhức bẩn luôn nhỉ.
vào đây, vào đây. Ok, ok. Cho đu đu đuối đi. Mày. Thôi thôi vào đây. Chụp này hơi ngắn. Nhớ bỏng con này. Quá. Chưa ra được cái vọt. Mày. Ok. Ui, chỗ trắng các bạn. Chết dở này em, vừa nội kia hít ngay con muỗi các bạn, khản hết cổ này. Này các bạn này. Cho mà các bạn. Con này đẹp này. Trông như con rói các bạn nhỉ. Mà nó là chuối trắng đấy, không phải rói đâu. Vào đây mưa gió. Mưa này câu ok anh em ạ. Khản mất tiếng này quá rồi. Chùi hít ngay con muỗi là khản mất tiếng rồi. Ô lạnh quá.
đóng rồi anh em ơi. Đóng rồi. Còn nó hay mất cơ. Nó còn không nhỉ? Ủa chạy căng thế mà. Mất anh em ạ. Ủa cày thế. Ê bỏ mất cày thế anh em ơi. Tiếc cái nhiều mùi còn. Ủa được kéo quả căng thế mà. Ui tiếc thế. Hàng to anh em ạ. Bồng quả tiếc quá anh em ạ. Anh em ơi, con này vừa chắc chắn là con to các bác ạ. Ui nó kéo một cái mà em giật mà nó đi đường dây một mạch ra kia luôn. Thế mà không hiểu sao nó bong được. Tiếc quá trời luôn anh em ạ. Ôi sáng giờ được hai con to nhất thì bong. Này không biết đi chân nào ra khỏi ngõ không biết. Đen thật. Em vừa thay một lớp mồi giờ đang chờ thêm một lượt nữa thôi nhá. Nục hôm nay thì lại một con vào gốc cây mất. Còn thằng này được một con thì nó phi thẳng ra ngoài kia mất. Tiếc quá. Ê rồi ra mới. Ôi. Ui, đóng rồi, con này to. À rồi, cụ. Ý. Rồi bự. Đồ đạm chứ. Ngọt, dùng ngon, lấy vật. À trời, ui đồ to. Vật anh em ơi. Thù nó vào bạn, ui chạy gớm, ui. Thù cần cho ngắn ngắn hả? Thịt này hơi ngắn. Ui con này to nhỉ? Con này chắc phải cân đấy các bạn. Ok. Ui, này rồ to thật các bạn. Đóng phát phê thật. Này em. Con này phải cân các bạn. Lâu thì ông sử dụng cái cân thử rồi nhé. Bình thường những con này em chẳng cân đâu. Quá à, dậy. Trời ơi. Coi thấy em đoán kinh. Một cân tròn, không lệch tí nào luôn. Một cân tròn. Dã man thật, nó không lệch một tí nào luôn. Này con. Em trước đoán một cân, nó một cân tròn luôn. Không lệch một hoa nào, xạ thật. Ôi, phê to đấy. Tôi bây giờ muộn rồi về anh em ạ. Hôm nay chính thức là ngồi từ đấy giờ cho khoảng 12 tiếng anh em ạ. Em tưởng em là thằng kiên trì nhất rồi. Nhưng mà mấy anh em bên kia nói là cũng trâu bò không kém các bạn ạ. Đi sớm hơn em và họ cũng vừa về xong. Dã man rồi. Nói thật các bác là em vừa hôm nay mệt lắm đấy. Hôm nay nó hơi đen một chút là sáng được con to nhất thì nào đấy mất. Thế thì lúc đấy em lại chui vào đấy, em móc ra đấy là nuốt ngay con muỗi vào cổ họng các bạn. Bây giờ nó khan cổ ấy, rất là khó chịu. Này này cái thằng nó xê này được một con to, em nói con cực kỳ to luôn, nó nồi ui ui. Thế quái nào quả này bò lên nó lại không dính, cái tải ấy. Cần nó kéo nó chạy đi, vút vút mất mà. Tiếc thật các bạn ạ. Này mất hai con to. Không biết đằng này thì chân nào ra khỏi ngõ đó. À, được ba chú.
hai chú trôi các bạn, hai chú trôi một chú rô phi. Thì em chắc em lấy con rô phi về rán thôi, còn con trôi này nó bé mà, trôi bé thả các bạn. Trôi này chắc nó cũng được khoảng 7-8 lạng con thôi. Đấy, trôi trắng này, đẹp chưa anh em ơi? Thả hôm nào sau này anh em mình lại săn tiếp các bác nhá. Đi đi. Con này sống rất là khỏe các bạn. Nhiều anh em cứ nghĩ bảo đánh đục có chết thì không chết đâu, tùy vào chỗ mình đóng ấy. Đóng vào ruột nó thì mình sợ chết thôi, chứ còn anh em đóng vào đuôi, vào mặt thoải mái. Đấy các bác, khỏe lắm. À, thả nó đi nhá, đi đi. Nào lại quay lại ăn mồi anh nhận đi. Ok, thôi em tao thu đồ về nhá. Được một chú rô phi này là rán đủ bữa các bạn. Nhà em một cân thì con này một cân ăn thẳng được.